Xin chào tất cả các anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với siêu thị lồng chim. Trước mặt anh em đây là mẫu lồng chào màu Singapore. Nhìn thấy cái chiếc lồng này được làm gần bộ tự nhiên rất là xinh luôn. Mẫu này thì em hoàn thiện xong để trả cho khách hàng đã đặt từ trước. Đây là phần lồng này. Lồng này sẽ gồm hai cầu thẳng nhé. Đây là kiểu dáng lồng bò Singapore. Singapore của Việt Nam này đẹp hơn Singapore của tại Singapore luôn. Để em cũng tham khảo nhiều cái mẫu Singapore của bên nước đẹp, nó không được đẹp như thế này đâu. Anh em thích chiếc lồng này thì cứ liên hệ trực tiếp với siêu thị lồng chim để đặt hàng nhé. Đây là phần đáy này. Đấy, anh em với cái mẫu lồng này thì anh em có thể đặt cũng chắc cũng được nhé. Số điện thoại liên hệ đặt hàng là 0984217365. Anh em cứ liên hệ trực tiếp để đặt mẫu lồng này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em cứ add Zalo của em số này luôn, để em sẽ gửi mẫu và báo giá cho em các mẫu lồng khác nữa.